khởi động cho chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề Chương trình Thương hiệu Quốc gia – Cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu đang là chủ đề nóng bỏng và cấp thiết với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong đi đầu trong xây dựng thương hiệu, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia. Trong Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam năm 2015 đã đạt được đồng thuận cao về việc thành lập liên kết giữa các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp nói chung, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp, giúp tạo dựng sức mạnh cộng hưởng cho toàn nền kinh tế. Do đó, ngoài những nội dung trao đổi về kinh nghiệm, kiến thức cần thiết cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chương trình thương hiệu quốc gia nhân dịp diễn đàn lần thứ 9 năm nay. Diễn đàn Doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia chính thức được ra mắt với vai trò là một mô hình kết nối giữa các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia với nhau, cũng như tạo điều kiện để kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa.